Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cô Hảo trong tập số 134 của chuỗi video chinh phục Bắc Nam cùng với Miss Hảo tại PNP English nha. Ok, lời chào cô bắt đầu dài hơn rồi nè. Các bạn đã đi tới được 134 tập rồi, các bạn cố gắng lên nhé. Rồi, câu đầu tiên trong tập này của các bạn là câu số 110 với nội dung như sau nè. Transiting đúng không? Transitory, transition, transitional. Ok, mình cố gắng mình đọc như vậy thôi. Nhưng mà các bạn nhận diện được là cái phần đầu tiên của nó, cái góc nó hơi giống nhau và nó khác cái phần đuôi như thế này nè. Đấy, thì bạn sẽ làm theo kiểu là ngữ pháp cho cô nhé. Vậy thì các bạn quan tâm về phần chỗ trống này nha. Gặp các thành phần nối thì mình sẽ ngừng. Ở đây thì các bạn có một cái từ when nó khá là đặc biệt nha. When, while, after, before là những liên từ chỉ thời gian. Rồi ghi cô ha. While, after, before, các liên từ chỉ thời gian như thế này cũng là thành phần nối để em ngắt ha, để em ngắt ra. Rồi, phía trước này của em là em có mạng từ ờ. Mạng từ ờ này của em thì chỗ này phải là một danh từ ở nhãn số x. Lúc nào cụm danh từ của mình cũng sẽ kết thúc bằng danh từ cả. Vậy thì khi mà em điền danh từ mà đáp án với ngữ cảnh cái đuôi như thế này, thì mình sẽ ưu tiên cho cái đuôi của danh từ nhất, đó là version. Em chọn câu này luôn nhé, câu C ha, rất là ngắn gọn. Rồi, a committee ensured a smooth transition when Haspa Corporation took control of Brava Holdings. Rồi bây giờ mình quan tâm cái chỗ này, chủ ngữ của mình là cái committee đúng không? Rồi cái ủy ban này đảm bảo một cái sự chuyển đổi mượt mà, đảm bảo có một sự chuyển đổi mượt mà khi cái tập đoàn này took control, hoặc nguyên mẫu sẽ là take control, nắm quyền kiểm soát cái tập đoàn này, nắm quyền kiểm soát ha, took control. Rồi 112 thì em có các chữ đều chỉ về đối tượng là họ đúng không? Nhưng mà cái vị trí 112 này của em á thì em bắt đầu em xét cho cô nè. Rồi cái chỗ trống này em quan tâm thì cô cái giới từ on nha, em ngắt ra đi. Em gặp giới từ em phải ngắt ra nhé, giới từ giới hạn ngắt ra. Nhưng mà mình không có verb in, chỉ là mình sẽ có một cái noun phrase đi theo sau on. Và chỗ này em phải ngắt ở đây, tại vì chữ for là giới từ, noun phrase thằng này là noun rồi nè. Rồi có danh từ rồi và đặt vào cái bối cảnh của mình đang làm một cái bài về bài đại từ như thế này thì em sẽ chọn cô tính từ sở hữu nha, câu C nhá. Decide on their partner, đó, đáp án của mình là câu C. Rồi cô lấy đáp án để cho nó trống cái chỗ này để cô giải thích thêm cho các bạn một tí xíu về cái chữ decide nhá. Bình thường thì các em hay gặp cái cụm từ là I decided to move to Hồ Chí Minh City. Tôi quyết định là tôi sẽ đến đấy đúng không? Decide to do something. Còn ngữ cảnh ngày hôm nay là các em dùng cho cô giới từ là decide on, quyết định về cái gì đó, decide on something. Thì cụm danh từ của mình ta nhớ nhá, quyết định làm gì hoặc quyết định về cái gì. Rồi chỗ này em có, đây là chủ ngữ thì chỗ này em đã có động từ chi thì phía trước rồi này, không chọn được nhá. Rồi mình dịch như sau. Mình dịch là sao đây? The marketing trainee, là những cái người mà được đào tạo đây, những cái ứng cử viên được đào tạo trong lĩnh vực marketing thì was given a few minutes, được cho một vài phút to decide on, để quyết định decide on their partners, quyết định về cái đối tác của họ trong cái team project, trong cái dự án mình làm theo nhóm này, được cho một vài phút để quyết định về đối tác, tức là quyết định là xem thử chọn ai, chọn cô Hảo, cô Lan hay cô Tú để làm chung với mình, kiểu vậy nhá. Rồi, câu 112 đi ha, em có từ surprise, surprised, surprising và surprisingly. Tương tự lại là một câu ngữ pháp thôi, em xét thật kỹ cho cô ha. Câu này thì cô nghĩ nó cũng khá là thách thức với các bạn đó. Các bạn sẽ hơi là phân vân và bối rối nha. Nhưng mà các bạn quan sát thật kỹ thôi, các bạn cũng cứ nhìn vào chỗ trống và mình bám chắc vào cái phần cấu trúc câu đơn cũng như các cái thành phần mà bổ nghĩa cho nhau, các loại từ thì mình sẽ làm được bình thường chứ không có gì khó cả ha. Rồi, từ beach này của em là động từ quá khứ của chữ do thôi, không có gì hết. Rồi, origin, hope, em có một cái thằng in hoa rồi đã gọi là con in niên rồi đúng không? Tên của một tác phẩm là chủ ngữ đúng không? Rồi, poorly là thằng cạn từ. Vậy là có phải là nó sẽ bổ nghĩa cho thằng động từ này không? During này em là giới từ thì em ngắt rồi. Vậy thì em bắt đầu em thấy, ôi bối rối quá cô ơi, bây giờ cô, em đã có động từ rồi, em có trạng từ bổ nghĩa rồi, nhưng mà thằng này đáp án nó lại không có danh từ thì em biết chọn cái gì, đúng không? Rồi, tuy nhiên em có một cái điều em phải lưu ý như sau. Tức là em hoàn toàn em có thể lấy hai thằng trạng từ và bổ nghĩa và support cho nhau. Rồi, mình sẽ chọn thêm một thằng trạng từ này nữa nè. Did poorly, tức là thể hiện rất là kém, làm rất là nghèo nàn, rất là tệ, tức là thể hiện rất kém. Rồi thêm chữ surprisingly được để cho cái tính từ này support cho tính từ này. Surprisingly là một cách đáng ngạc nhiên, thể hiện kém một cách đáng ngạc nhiên. Tại sao người ta lại dùng chữ đáng ngạc nhiên như này? Thì em sẽ quan tâm về cái phần dịch á, coi thử là cái cách từ vựng nó dùng để nói có ý nghĩa gì nè các bạn ạ.
For a film with so much promotion. Rồi, đối với một bộ phim mà có nhiều sự quảng bá như vậy, promotion mà đi với bộ phim thì không có ai thân chức cho bộ phim cả, hàng gì là quảng bá. Rồi, đối với một bộ phim mà được quảng bá nhiều như vậy thì cái bộ phim này đã thể hiện rồi tệ một cách đáng kinh ngạc trong suốt một cái tuần lễ cuối tuần ở phòng bán vé này. Có nghĩa là sao? Người ta mong đợi là nếu như em đưa ra nhiều cái promotion cho một sản phẩm nào đấy thì cái sản phẩm đó sẽ thể hiện và sẽ bán được vé rất là nhiều. Tuy nhiên cái bộ phim này lại thể hiện quá là tệ, tức là cái việc đó nó đáng ngạc nhiên, nó làm người ta cảm thấy ngạc nhiên về cái chỗ này. Thế mình chọn chữ surprisingly là trạng từ để bổ nghĩa cái từ poorly này ở đây ha. Nhớ là hai trạng từ có thể bổ nghĩa cho nhau nhé. Và bất kể khi nào em cứ thấy là đã đầy đủ cấu trúc câu rồi thì đừng phân vân gì cả, em cứ chọn trạng thôi là được ha. Rồi ok, tập số 134 kết thúc rồi nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Và tiếp tục hãy ủng hộ cô tập số 100.